Lại chào mọi người. Hôm nay lại có thêm một chiếc xe nữa. Đó là con Royal Enfield. Cái dòng xe này thì cũng không có gì mà lạ lẫm hết. Thật sự nó cũng là đại trà rồi ha. Con kiểu dáng classic, nó na ná những cái chiếc xe đời cổ hồi xưa, cái xe BMW một mấy hồi xưa hay này kia đó. Thì cái kiểu dáng nó như vậy, cái kiểu classic đó. Thì nó được phát triển ở cái đời mới này, nó qua cái hệ thống FI ở một máy xi lanh 500 phân khối. Thì cái con xe này giá rẻ lắm nha, 500 phân khối, kiểu dáng rất là đẹp, chạy rất là sang luôn. Mà giá có chủ xe này bán là cũng người quen ông anh, mình không có nhận bán xe dùm người lạ. Những anh em thân thiết hay là khách hàng qua bảo dưỡng thường xuyên ở gara, mình thấy xe đẹp, nó zin thì mình sẽ giới thiệu dùm, mình bán dùm cái người cần bán đó. Như con xe này chưa mở con ốc nào ha. Trang bị nó là hai bô, nhưng mà một bên bô thật, bên bô giả, cái kiểu cho nó đẹp vậy thôi. Giống như bô bên này là bô giả nè, nó không có đưa đi vô cái cổ bô, không, bô giả, nó chỉ có một bô thật bên này thôi ha. Nó sẽ rất là keng, biển số thành phố chính chủ, xe chính chủ biển số thành phố nha anh em. Những cái xe mình bán dùm hay là xe hồi xưa thì mình bán xe, còn bây giờ mình không bán xe nữa thì tại vì mua bán cực quá, với lại hết vốn rồi, mình đầu tư con xe để chuyên chở xe cho khách hàng đó thì mình không còn tiền nữa, với lại mình cũng không muốn mua bán nữa, cực quá. Thì còn cái này á, ok, khách hàng anh em mình muốn đăng bán bao nhiêu thì mình đăng lên, mình thấy đẹp, giá hợp lý, mình đăng lên, ai cần thì gọi điện ha, rồi hẹn chủ xe qua làm việc trực tiếp giữa người cần bán và người cần mua đó. Còn mình ở giữa, mình không được cái gì hết, mình được cái cảm tình, mình tới mình bảo dưỡng xe mình đó, hay là như thế nào đó. Nếu ở xa quá thì thôi, không quan trọng đâu, vấn đề nằm ở chỗ là mình thấy xe đẹp, mình muốn đưa những cái xe đẹp mà cái khách người ta xài thì đưa tới cái người cần mua, không có phải là còi lái, thì cái chất lượng xe nó được vô đồ và bảo dưỡng hợp lý ha. Đó, mục đích của mình muốn chỉ vậy thôi. Còn cái người bán thì cỡ nào cũng sẽ gửi mình cà phê, cỡ nào mà không gửi được, mà cái điều đấy mình cũng không quan tâm tới nữa, cái đó là điều hiển nhiên rồi ha. Còn mình thì không có kê kiết gì hết, vấn đề là mình thích tự làm việc với chủ xe luôn đó. Thì cho hoa hồng cà phê nhiêu thì gửi nhiêu thì nhận ha, chứ không có xin xỏ, không có phải ra điều kiện gì hết. Cái tính mình xưa giờ là không có cần phải ra điều kiện những cái đó đó. Cái xe này thật sự là giá nó chủ xe muốn bán là 88 triệu chính chủ. Xe này nó đẹp quá rồi, cũng không có gì nói. Odo đi nhiêu rồi, Odo đi 8.473 cây ha. Đồng hồ classic, cho nên cái số nhỏ này nè là cái số 100m nha, còn cái số km là nằm ở đây đó. Thì cái xe này nó có 8.400 thôi, 8.473 cây. Để coi chính xác không nghe, đây là cái vỏ zin, nó cũ, nó nứt rồi đó, nhưng mà nó vẫn chưa nó mòn hết mức tới gan toàn đó. Nhìn xuống đây ha, xe này là có dấu mở bánh rồi nè ha. Có dấu mở bánh xe ra, để làm gì thì mình không biết, thấy không? Mình biết ngay có dấu mở bánh nóc trước rồi. Dĩa thắng thì còn rất là dày, nhìn có đường sọc thì thôi, nhưng mà anh em tới rờ nó bằng trang à, nó chưa có mòn. Chấp nhận ở cái mức độ là 7.000 mấy 8.000 ha. Rồi, ốc nồi thật sự là chưa mở ốc nồi. Ok, ốc nồi chưa mở, ai mở dàn đầu làm gì, nhìn dàn đầu còn ron zin rồi hết, chưa mở nè. Ốc bánh sao kiểm tra, xe này thì không ai té hết á. Cái xe này có chạy được nhiều đâu té. Mục đích mua xe này chắc tèn tèn đi làm nè, chứ cũng chả ai chạy nhanh xe này, nên cái chuyện té thì cũng hiếm. Ốc bánh sao cũng mở rồi, đây
dấu mở ốc đây nè. Vỏ sau thì thật sự là nó nứt, nó cũ chứ nó chưa có mòn. Ở dòng xe này chạy chậm, sên trong dĩa zin cũng còn dày, cũng còn được nửa đường đó, nhưng mà nó sên nó cũ rồi, người ta cũng có xịt sên rồi nè, nó có xịt sên nè, sên cũ rồi. Ốc bên này cũng chưa mở luôn ha. Rồi, nói chung là xe này chắc xe đẹp lắm á, ô đô có thể là đúng đó chứ không có trật đâu. Cái bố thắng này là thắng zin luôn đó nha, chưa có thay. Còn bố thắng trong nè, nó zin nó sẽ tới đây, nó đi vô đây thì nó cũng nửa đường, bố thắng trước cũng nửa đường rồi, thì cái xe này 8.000 mấy là đúng rồi ha, không có chợt đâu. Hello anh, lấy giùm anh cái chìa khóa BM đi. Anh chạy thử rồi khác cái lúc mới lấy về không? À em lấy đèn ra nha, đèn nó câu trực tiếp anh, chạy nó công trục chặt á, báo lỗi lam á, đâu câu qua rồi le đâu, câu trực tiếp luôn, lấy ra rồi. Rồi thẻo luôn nha. Đây mình nổ máy anh em xem. Cái tiếng nổ bụp rất là dễ thương. Khá là mạnh ha. Mình lên ga cái xe lui về nè. Một trái bít tông, một 500 phân khối, chắc mình tọt cái chân vô vừa. Nói giỡn chứ cái hành trình của nó cũng khá là dài à, cái này là tọt cái nắm đấm là vô vừa y luôn á. Chạy rất là dễ thương, chạy nó cái kiểu nó rất là thoải mái, kiểu nó vừa cổ điển mà nó thoải mái lắm, cái người ngồi yên rất là to à, kiểu dáng lát xít rất là thoải mái. Chỉ có 88 triệu cho một chiếc xe chính chủ hải quan chính nhật. Nói chung là sang tên thì nó hải quan hay nó là cái gì nó cũng là sang tên. Ảnh chế cái công tắc đèn đây. Chế công tắc đèn đó. Cốt pha đầy đủ, mọi chức năng đầy đủ tại xe thì mới lắm. Xe có 8.000 mấy cây mà. Xưa mua nó 100 mấy chục triệu, 200 mấy gì, còn mình cũng không biết giá mới ha. Nhưng mà không biết tại sao cái dòng xe này lại rẻ như vậy. Nhưng mà con này lại không thấy nó hư vặt nha. Đó, mình giá nó, mình nghĩ 500 phân khối không có giá 100 mấy đâu. Xe mới xe này chắc phải 200 mấy 300 gì đó à, rẻ nhất rồi, không có cái nào mà rẻ hơn. Thuế má nữa, anh em biết thuế vô đây là bao nhiêu rồi. Mà giờ giá nó chỉ có nhiêu, 88 triệu xe chính chủ, quá rẻ. Mà sang tên chính chủ nữa mới chứ, 88 triệu, mình mà dư tiền là mình mua liền. Tại tới một mức nào đó mình đi phố á, mình đi làm á, cái này nó thoải mái, nó dễ chịu lắm. Cảm giác nó thoải mái lắm. Chứ nó kiểu mà mấy cái người mà thích về vẽ họa sĩ hay là kiến trúc sư thì rất là thích cái kiểu cổ điển như vậy đó, cảm giác cho cái người chạy rất là thoải mái, không có nặng nhọc về cái về vấn đề sửa chữa bảo trì, nó rất là bền, nó ổn định, mà kiểu dáng lại đẹp, thiết kế đẹp, mà quan trọng là quá rẻ, xe chính chủ sang tên quá rẻ à, nhìn lại đẹp lát xít nữa. Đó, ai mà yêu hoài cổ là chơi cái này đó. Ai cần alo cho mình quay, thường mình bán mình quay luôn biển số à.
đó, để mà người ta chat chung thoải mái, ai muốn chat sao chat rất là thoải mái ha. Anh em nào cần thì alo. 88 triệu Royal Enfield thì cái giá này trên thị trường thấy đang cũng bán 9 mấy 8 mấy cũng có, nhưng mà cái xe bên mình là vậy đó, mình quay cho anh em coi nó đẹp, nó trong tình trạng như thế nào đó, quay sẵn đó. Còn anh em coi cảm thấy cái nào anh em thích thì anh em mua, mình cũng đang dùm cho nên mình không bị áp lực là cái vụ là bán được hay không ha. Đó, thì mình bán được thì anh mình vui, còn bán được thôi ông để chạy, ông cũng không phải là dạng kẹt tiền, để dưới kho dưới hầm chung cư nó bụi quá, mang lên mình mới rửa sơ qua để mình quay đó. Thật sự là dân cũng không phải kẹt tiền tại vì không có nhu cầu xài, bụi bặm quá cho nên nó mang lên. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha, điện thoại gọi liên tục.